thiết lập các tiêu chuẩn và mục tiêu chất lượng cho tổ chức. Tuy nhiên, các công ty dịch vụ thường gặp khó khăn trong việc thiết lập các tiêu chuẩn để phù hợp hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng, vì việc thiết lập đòi hỏi các bộ phận tiếp thị và hoạt động cho một công ty phải làm việc cùng nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 1. Đó chính là các yếu tố cần thiết cho các tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp. A nhỏ là tiêu chuẩn hóa các hành vi và hành động dịch vụ. Việc chuyển đổi các kỳ vọng của khách hàng thành các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cụ thể phụ thuộc vào mức độ mà các nhiệm vụ và hành vi cần thực hiện có thể được tiêu chuẩn hóa hoặc số hóa. Tiêu chuẩn hóa (standardization) thường ngụ ý là một quy trình tuần tự không thay đổi, tương tự như sản xuất hàng loạt. Trong đó mỗi bước được sắp xếp theo thứ tự và tất cả các kết quả đều đồng nhất. Trong khi sự tùy biến (customization) thường đề cập đến một số mức độ thích ứng hoặc điều chỉnh của quy trình cho từng khách hàng. Mục tiêu của tiêu chuẩn hóa là để công công ty là để công ty sản xuất một sản phẩm dịch vụ nhất quán từ giao dịch này đến giao dịch tiếp theo. Còn mục tiêu của việc tùy chỉnh đối với công ty dịch vụ là phát triển một dịch vụ đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng khách hàng. Một số giám cho khách hàng bằng cách chia nhỏ các nhiệm vụ và cung cấp chúng một cách hiệu quả. Công nghệ cũng cho phép công ty hiệu chỉnh các tiêu chuẩn dịch vụ như khoảng thời gian thực hiện giao dịch, độ chính xác của các hoạt động được thực hiện và số lượng xảy ra. Trong việc phát triển các cải tiến trong công việc thì công ty hiểu được hoàn toàn quy trình mà dịch vụ được cung cấp. Với sự hiểu biết này thì doanh nghiệp dễ dàng thiết lập các tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp hơn. Tiêu chuẩn hóa cho dù được thực hiện bằng công nghệ hay bằng các cải tiến trong quy trình làm việc đều giảm khoảng cách hai, đó là khoảng cách về tiêu chuẩn thiết kế dịch vụ. Tiêu chuẩn hóa do khách hàng xác định đảm bảo rằng các yếu tố quan trọng nhất của một dịch vụ được thực hiện như mong đợi của khách hàng. Tuy nhiên, việc tiêu chuẩn hóa dịch vụ không phải là thích hợp trong mọi tình huống. Chúng ta sẽ đến với phần B, đó là mục tiêu và mục tiêu dịch vụ chính thức sẽ do bạn Dũng trình bày. Ok. Chào thầy và các bạn, sau đây em sẽ trình bày về mục tiêu và mục tiêu dịch vụ chính thức. Trong việc cung cấp dịch vụ cao nhất quán và được ghi nhận là đã thiết lập các mục tiêu chính thức có liên quan để hướng dẫn các nhân viên cung cấp dịch vụ. Các công ty có cảm nhận thấy về mức độ và nhiệm vụ thực hiện vụ quan trọng đối với khách hàng của họ và mất bao lâu để thực hiện các lần giao dịch và tần suất giao dịch và giải quyết các khiếu nại của khách hàng như thế nào và cố gắng cải xác định các mục tiêu của họ đáp ứng hoặc là vượt quá mong được trong cái thiết lập mục tiêu chính thức của doanh nghiệp dịch vụ đến cụ thể về hành vi của khách hành động cá nhân, ví dụ như là xem lại hành vi của gọi lại cho khách hàng một cách nhanh chóng, một hành động báo hiệu khả năng phản hồi của các nhân viên liên hệ. Nếu mục tiêu dịch vụ đối với hành vi của nhân viên được nêu trong một số ngữ chung như là gọi lại cho khách hàng một cách nhanh chóng, thì tiêu chuẩn này cung cấp ít định hướng cho nhân viên phục vụ. Các nhân viên sẽ có các mục tiêu giải thích mơ hồ khác nhau theo cách riêng của họ, dẫn đến dịch vụ không nhất quán và một số có thể gọi lại khách hàng sau 10 phút, trong khi những người khác có thể đợi từ 2 đến 4 ngày và bản thân công ty sẽ không thể nào xác định được từng nhân viên đó đã đạt được mục tiêu hay không vì các biểu hiện của nó không thể đo lường được và hầu như các khoảng thời gian nào cũng có thể được gọi là coi là nhanh chóng. Và mặt khác, nếu mục tiêu phục vụ của nhân viên là gọi lại trong vòng 4 giờ, viên đã có một hướng dẫn cụ thể và rõ ràng về họ sẽ thực hiện hành động này như thế nào là trong vòng 4 giờ, nếu mục tiêu có đáp ứng hay không thì cũng nếu mục tiêu được đáp ứng hay không thì cũng sẽ rõ ràng, nếu cuộc gọi trong vòng 4 giờ thì công ty đã đạt được mục tiêu, còn nếu không thì công ty đã không đạt được mục tiêu. Và một loại thiết lập liên quan đến mục của bộ phận hoặc của công ty
thường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tất cả các lần thực hiện hành vi và hành động. Trong một số bộ phận có thể đặt mục tiêu tổng thể gọi là khách hàng trong vòng 4 giờ là chiếm 97% thời gian, và thu thập dữ liệu trong thời gian là 1 tháng hoặc 1 năm để đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu. Và để minh họa, công ty Bukit Sao Entry của một công ty phục vụ khách hàng ở bang Washington là một phần của FBI đã tiêu trả lời là 75% cuộc gọi của khách hàng với một người trực tiếp trong vòng 30 giây. Chúng ta qua phần tiếp theo là khách hàng không phải công ty và các tiêu chuẩn xác định. Hầu như các công ty đều có các tiêu chuẩn và biện pháp nghiệp vụ do công ty xác định. Chúng được thiết lập để đạt được mục tiêu nội bộ của công ty về năng suất, hiệu quả, chất lượng kỹ thuật. Một mục tiêu chuẩn do công ty xác định thường không đáp ứng quá kỳ vọng của khách hàng. Thực tế biến là hỗ trợ khách hàng qua điện thoại bằng cách qua giọng nói, không cho khách hàng gặp trực tiếp với con người, bởi vì hệ thống này giúp công ty tiết kiệm tiền và thực sự cung cấp dịch vụ nhanh hơn cho một số khách hàng. Nhiều tổ chức đã chuyển từ lao động là có của khách hàng để chuyển cái hệ thống tự động này để chuyển qua cái hệ thống tự động. Nhưng mà tuy nhiên để thu hẹp qua tôi nói tuy nhiên để thu hẹp khoảng cách hai thì các tiêu chuẩn công ty đặt ra phải dựa trên các yêu cầu và các kỳ vọng của khách hàng hơn là chỉ dựa trên các mục tiêu của nội bộ công ty. Trong chương này thì chúng em đã đưa ra các trường hợp cho thấy các tiêu chuẩn của công ty xác định thường không thành công trong việc thúc đẩy thu hẹp khoảng cách hai. Thay vào đó, một số công ty đặt các tiêu chuẩn khách hàng xác định. Tiêu chuẩn này hoạt động dựa trên các yêu cầu do khách hàng xác định. Các tiêu chuẩn này được chọn một cách để phù hợp với khách hàng, được điều chỉnh theo cách nhìn nhận và thể hiện chúng. Bởi vì những mục tiêu này cần thiết để cung cấp các dịch vụ. Và phần còn lại của chương này thì chúng ta tập trung vào các tiêu chuẩn do khách hàng xác định. Để biết được yêu cầu và mức độ ưu tiên kỳ vọng của khách hàng có thể vừa dựa trên các hiệu quả và việc củng cố các tiêu chuẩn dịch vụ cho khách hàng để tiết kiệm tiền bằng cách xác định những gì khách hàng có trọng. Do đó, các hoạt động loại bỏ các tính năng mà khách hàng không nhận thấy hoặc là sẽ không trả tiền. Một trong những mong muốn chính của và xong một trong những mong muốn chính của khách hàng là khi đến sở giao thông vận tải thì không phải đợi lâu. Ở Origin một vài năm trước thì các cơ quan chính phủ ưu tiên hàng đầu là phải cải thiện dịch vụ và tất cả các văn phòng lái xe như là phương tiện cơ giới của tiểu bang để không phải chờ đợi. Và mục tiêu của khách hàng là không phải chờ đợi quá 20 phút khi đến một văn phòng DLV nào trong một tiểu bang. Và một quyết định dựa trên các cuộc khảo sát cho thấy rằng mọi người thường mong đợi không quá 20 phút để được phục vụ. Trong thời gian chưa đầy 3 năm thì tỷ lệ khách hàng phục vụ trong thời gian dưới từ 20 phút đã tăng từ 52% lên đến khoảng 70%. Và tỷ lệ phần trăm này, công ty DLV đã khuyến khách sử dụng các kênh thay thế như là các kênh dịch vụ trực tuyến hoặc là thu cho các giao dịch đơn giản như là đăng ký xe, thay đổi địa chỉ và thông báo về việc bán xe, và làm giảm số người cần đến văn phòng DLV. Và DLV đã theo đuổi các luật để giảm thời gian chờ đợi như là việc bổ sung các quầy chuyển phát nhanh, các kiosk thông tin, và họ cũng đã lên lịch giúp đỡ cứu trợ các văn phòng theo phát triển và trợ giúp các nhân viên để họ sẵn sàng hơn khi có nhu cầu cao. Và công ty DLV đã xác định điều gì quan trọng đối với khách hàng của mình và sau đó thực hiện các quy trình phân công lại cho nhân viên để đào tạo nhân viên cung cấp dịch vụ phù hợp. Ví dụ như là Bukit Sao Entry phía đây đã sử dụng các tiêu chuẩn do khách hàng xác định trong gần 2 thập kỷ, và các khách hàng công ty đã đưa ra các cuộc hẹn bị lỡ và tần suất thời gian mất điện cũng như là khoảng cách công ty thực hiện cho các cuộc gọi trong vấn đề là quan trọng nhất. Chúng ta có thể thấy ví dụ như là hình 9.1
về sự hài lòng của khách hàng và dịch vụ của khách hàng của vận hành đã hiệu suất đạt được đã cao hơn so với tiêu chuẩn. Và tóm mặc dù xác định không có năng suất và quả, nhưng chúng bắt nguồn từ những lo ngại của công ty. Thay vào đó, họ được neo lại và được đo bởi thước đo cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng. Cái tiêu chuẩn dịch vụ chuyển phát từ góc độ khách hàng có thể chuyển khác với các tiêu chuẩn do công ty xác định. Về phần 2 là các tiêu chuẩn dịch vụ do khách hàng xác định. Xin mời bạn Như. Chào thầy và các bạn, em là Nhi thì em sẽ thuyết trình phần 2 là các loại tiêu chuẩn dịch vụ do khách hàng xác định. Thì tiêu chuẩn đầu tiên là tiêu chuẩn cứng do khách hàng xác định. Tất cả các loại tiêu chuẩn của FastS được cấu thành SIQ của nó được đề cập trong phần mở đầu chương thuộc loại tiêu chuẩn và thước đo cứng, những thứ có thể đếm được, tính thời gian hoặc quan sát không qua kiểm toán. Bởi vì FastS là một trong những công ty có bộ phận dịch vụ tương đối đơn giản về tiêu chuẩn, nên nó có thể chuyển hầu hết các yêu cầu của khách hàng thành các tiêu chuẩn và thước đo cứng. Nhiều tiêu chuẩn của FastS liên quan đến việc giao hàng đúng hạn và không mắc lỗi vì lý do chính đáng. Các nghiên cứu trên nhiều ngành công nghiệp đã phát hiện ra rằng những lời phàn nàn thường xuyên nhất của khách hàng có liên quan đến những sai lầm hoặc vấn đề dịch vụ hoặc hiệu suất sản phẩm kém. Để giải quyết nhu cầu về độ tin cậy thì các công ty có thể thiết lập hệ thống giá trị làm đúng ngay lần đầu tiên và tôn trọng lời hứa của họ bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn về độ tin cậy. Một ví dụ tiêu chuẩn về độ tin cậy chung có liên quan đến hầu hết mọi công ty dịch vụ là đúng ngay lần đầu tiên, có nghĩa là dịch vụ được thực hiện đúng ngay từ lần đầu tiên theo đánh giá của khách hàng. Nếu dịch vụ liên quan đến việc giao các sản phẩm thực tế thì ngay lần đầu tiên cho khách hàng có thể có nghĩa là lô hàng đó chính xác, rằng nó chứa tất cả những gì khách hàng đã đặt và không có những gì khách hàng không đặt. Nếu dịch vụ liên quan đến việc lắp đặt thiết bị ngay lần đầu tiên, có thể có nghĩa là thiết bị đã được lắp đặt đúng cách và có thể sử dụng ngay lập tức bởi khách hàng. Độ tin cậy là mối quan tâm quan trọng nhất của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Trong bán lẻ điện tử, việc thực hiện đơn hàng đúng hạn và chính xác là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của độ tin cậy. Một trong những ví dụ điển hình nhất về các tiêu chuẩn cứng do khách hàng xác định trong bối cảnh Internet là chỉ số tóm tắt duy nhất được Dell Technology sử dụng để thực hiện. Chỉ số này là chỉ số đặt hàng hoàn hảo mà Dell đã phát triển để đáp ứng với điểm số khuyến mãi ròng giảm sốt, điểm số nhà quảng cáo. Ròng được xác định dựa trên phản hồi của khách hàng đối với câu hỏi khách hàng khả năng bạn sẽ giới thiệu công ty sản phẩm của chúng tôi dịch vụ cho bạn bè hoặc đồng nghiệp. Sau khi nói chuyện với nhiều khách hàng, đều biết được rằng khách hàng chỉ đơn giản muốn đeo giao những gì khách hàng đã đặt. Khi đeo nói rằng họ sẽ làm, đeo theo dõi ở hiệu suất của mình trên thước đo độ tin cậy này và thưởng cho nhân viên dựa trên mức độ họ làm tốt, đảm bảo nhân viên đang làm việc hướng tới các mục tiêu liên quan đối với khách hàng. Các tiêu chuẩn dịch vụ về khả năng đáp ứng được đặt ra để đảm bảo tốc độ hoặc sự nhanh chóng mà công ty giao sản phẩm, xử lý khiếu nại, trả lời câu hỏi, trả lời điện thoại và các cuộc gọi đến sửa chữa. Ngoài việc thiết lập các tiêu chuẩn quy định ở mức độ đáp ứng, các công ty phải có bộ phận dịch vụ khách hàng có nhân viên tốt, nhận thức về khả năng đáp ứng giảm đi khi khách hàng chờ đợi để được liên lạc với công ty qua điện thoại, bị tạm dừng hoặc bị đưa vào hệ thống thư thoại qua điện thoại. Khi nói đến việc cung cấp dịch vụ trên các nền văn hóa châu lục, các nhà cung cấp dịch vụ cần nhận ra rằng các tiêu chuẩn dịch vụ do khách hàng xác định thường cần được điều chỉnh. Phụ lục 9.1 ví dụ về các tiêu chuẩn cứng do khách hàng xác định. Tiêu chuẩn tiếp theo là tiêu chuẩn mềm do khách hàng xác định. Thì không phải tất cả các ưu tiên của khách hàng đều có thể được đếm được tính thời gian hoặc quan sát thông qua các cuộc đánh giá. Như Albert Einstein đã nói,
Không phải mọi thứ đếm được đều có thể đếm được, và không phải mọi thứ có thể đếm được đều có thể đếm được. Ví dụ, hiểu và biết khách hàng là ưu tiên khách hàng mà không thể nắm bắt đầy đủ một cách tiêu chuẩn đếm, thời gian hoặc quan sát nhân viên. Ngược lại với các biện pháp cứng, các biện pháp mềm phải được thành lập bằng văn bản, sử dụng dữ liệu cảm nhận. Các tiêu chuẩn mềm phải được thu thập bằng cách nói chuyện với khách hàng, nhân viên hoặc những người khác. Các tiêu chuẩn này cung cấp định hướng, hướng dẫn và phản hồi cho nhân viên theo cách để đạt được sự hài lòng của khách hàng, và có thể được kiểm tra bằng đo lường nhận thức và niềm tin của khách hàng. Các tiêu chuẩn mềm đặc biệt quan trọng đối với những tương tác giữa người với người như quy trình bán hàng và quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Phụ lục 9.2 trình bày một số ví dụ về tiêu chuẩn mềm do khách hàng xác định. Phần trình bày của em đến đây là hết, thì mời bạn Bình tiếp tục ạ. Chào thầy và các bạn, em là Bình và tiếp theo thì em sẽ trình bày về các bạn sửa lỗi một lần. Khi nghiên cứu khách hàng được thực hiện để tìm ra những khía cạnh của dịch vụ cần được thay đổi, các yêu cầu đôi khi có thể được đáp ứng bằng cách sử dụng các bạn sửa lỗi một lần. Các bạn sửa lỗi một lần là những thay đổi về công nghệ, chính sách hoặc quy trình khi được thiết lập sẽ giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Các bạn sửa lỗi một lần thường được thực hiện bằng công nghệ, chính sách hoặc quy trình khi được thiết lập để giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Công nghệ có thể đơn giản hóa và cải thiện dịch vụ khách hàng, đặc biệt khi nó giải phóng nhân viên của công ty bằng cách xử lý các nhiệm vụ và giao dịch thường xuyên, lặp đi lặp lại. Sau đó, nhân viên dịch vụ khách hàng có thể dành nhiều thời gian hơn cho những phần công việc cá nhân và có thể là quan trọng hơn. Hai thì ví dụ thành công về các bản sửa lỗi một lần bao gồm là dịch vụ đăng ký nhanh cho thuê xe hơi của Hertz và dịch vụ cấp tốc 24 giờ của Grand Lirock. Trong cả hai ví dụ này, khách hàng bày tỏ mong muốn được phục vụ theo những cách khác với trước đây. Đầu tiên là Hertz, thì khách hàng của Hertz đã thể hiện rõ sự thất vọng của họ khi phải xếp hàng chờ đợi, nên Hertz đã sử dụng công nghệ để tạo Express Checkout, một bản sửa lỗi một lần giúp cải thiện năng suất và giảm chi phí. Công ty cũng đi tiên phong trong việc sửa lỗi một lần tương tự cho dịch vụ nhận phòng nhanh của khách sạn, một lần nữa để đáp lại mong muốn được bày tỏ của khách hàng. Thứ hai là công ty Grand Lirock. Khách hàng mong muốn có đá mài trong vòng 24 giờ từ mỏ đá của mình, nên công ty Grand Lirock đã tạo ra một hệ thống giống như máy ATM để khách hàng có thể tiếp cận đất đá trong 24 giờ với 14 điểm nhất quán phổ biến nhất. Công ty đã tạo ra thẻ Grand Express của riêng mình, cho phép khách hàng nhập, chọn và nhận nguồn cung cấp của họ bất cứ lúc nào trong ngày hoặc đêm. Tiếp theo là sẽ đến tới phần một số ví dụ về các tiêu chuẩn dịch vụ được điều chỉnh trên toàn cầu. Là các công ty có thương hiệu trên toàn thế giới sẽ mất nhiều thứ nếu các tiêu chuẩn dịch vụ của họ khác nhau quá nhiều giữa các quốc gia, và do đó họ phải tìm cách đạt được chất lượng cao trên toàn cầu trong khi vẫn cho phép sự khác biệt địa phương. Ví dụ là tiêu chuẩn dịch vụ tại Four Seasons Hotel. Là công ty khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới, Four Seasons Hotel đã quản lý thành công gần 100 khách sạn tại hơn 40 quốc gia bằng cách cân bằng các tiêu chuẩn dịch vụ phổ thông với các tiêu chuẩn thay đổi theo quốc gia. Và công ty luôn được xếp hạng trong số các khách sạn tốt nhất thế giới và các thương hiệu uy tín nhất. Và Four Seasons Hotel thường không chia sẻ về các tiêu chuẩn một cách công khai. Tuy nhiên, một bộ 7 tiêu chuẩn đã biết được sử dụng vào đầu những năm 2000 để hình thành nên tiêu chuẩn dịch vụ của họ. Thứ nhất là nụ cười, là nhân viên sẽ chủ động chào hỏi khách, mỉm cười và nói rõ ràng với thái độ thân thiện. Thứ hai là ánh mắt, nhân viên sẽ giao tiếp bằng ánh mắt ngay cả khi đi ngang qua khách hàng. Thứ ba là sự tin tưởng, là tất cả nhân viên sẽ tạo cảm giác được tin tưởng cho khách hàng bằng cách sử dụng tên của khách khi được biết đến với một cách tự nhiên và sáng tạo. Thứ tư là về giọng nói, nhân viên sẽ nói chuyện với khách hàng một cách chu đáo, tự nhiên và nhã nhặn, tránh nói trước và nói bằng một giọng rõ ràng. Thứ năm là về thông báo, là tất cả nhân viên liên hệ với khách sạn sẽ được thông báo đầy đủ về khách sạn của họ. Họ sẽ làm chủ các yêu cầu đơn giản của khách và sẽ không giới thiệu khách đến nơi khác. Thứ sáu là về vấn đề vệ sinh,
là nhân viên sẽ luôn xuất hiện sạch sẽ, gọn gàng và chỉnh tề. Cuối cùng là về nhân viên, là tất cả nhân viên ở mọi lúc mọi nơi sẽ thể hiện sự quan tâm đối với khách hàng của Tiếp theo là tiêu chuẩn dịch vụ tại Toyota Nhật Bản. Là vào năm 2005, Toyota bắt đầu bán chiếc xe sang trọng của mình, đó là Lexus tại Nhật Bản. Mặc dù Lexus là thương hiệu sang trọng bán chạy nhất tại Hoa Kỳ, nhưng tại Nhật Bản thì nó lại ít phổ biến hơn. Và công ty muốn một cách để Lexus khác biệt với thương hiệu Toyota, và họ quyết định tập trung vào việc nhấn mạnh dịch vụ khách hàng. Nhật Bản có lịch sử lâu đời về những phong tục độc đáo, và Toyota nghĩ rằng họ có thể mang điều đó đến với thương hiệu Lexus. Vì vậy, Toyota đã tiếp cận một trường học nghi thức ở Tokyo, chuyên dạy nghệ thuật ứng xử hàng ngày, bao gồm cách cúi đầu, cầm đũa, ngồi đúng cách trên sàn trải chiếu tatami, để giúp phát triển các kỹ thuật mà họ có thể áp dụng cho việc bán ô tô. Viện đã dành vài tháng để nghiên cứu cách tương tác của Lexus và nhân viên của họ với khách hàng. Kết quả là sự phát triển của các tiêu chuẩn dịch vụ mới và nhân viên bán hàng được hướng dẫn. Đó là ở vị trí chờ khách hàng, nhân viên sẽ giả tư thế của chiến binh samurai bằng cách nghiêng người từ 5 đến 10 độ về phía trước. Nhân viên sẽ cúi chào khách hàng đã mua ô tô nhiều hơn so với những người. Và nhân viên sẽ thể hiện khuôn mặt của Lexus, đó là nụ cười khép miệng nhằm tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng. Và nhân viên sẽ đứng đưa tay trái qua phải, các ngón tay đan vào ngón cái, như cách mà samurai đã làm để chứng minh họ không định rút kiếm. Và nhân viên sẽ đứng cách khách hàng khoảng 2 sải tay khi họ đang xem xe, và đến gần hơn khi họ chốt giao dịch. Và nhân viên sẽ dùng cả 5 ngón tay cầm vào cửa ô tô, sau đó dùng tay phải, tiếp theo là tay trái, sau đó mở cửa bằng một cách duyên dáng bằng cả hai tay. Và khi phục vụ cà phê hoặc trà thì họ sẽ quỳ trên sàn với cả hai chân và cả hai đầu gối trên mặt đất. Toyota hiểu rằng các tiêu chuẩn này sẽ không hoạt động tốt ở nhiều thị trường của họ, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nhưng họ cho rằng tiêu chuẩn này là cần thiết để thương hiệu Lexus có thể cạnh tranh với hai nhà dẫn đầu thị trường xe hơi hạng sang, đó là BMW và Mercedes-Benz tại Nhật Bản. Tiếp theo là đến phần phát triển các tiêu chuẩn dịch vụ của khách hàng xác định, là do bạn Hà trình bày. Chào thầy và các bạn, sau đây em xin được trình bày về phần phát triển các tiêu chuẩn dịch vụ do khách hàng xác định. Hình 9.2 cho thấy quy trình thiết lập các tiêu chuẩn do khách hàng xác định. Bước 1 là xác định trình tự gặp gỡ dịch vụ hiện có hoặc mong muốn. Bước 2 là chuyển kỳ vọng của khách hàng thành hành vi và hành động. Bước 3 là xác định các tiêu chuẩn phê duyệt. Bước 4 là phát triển các phép đo cho các tiêu chuẩn. Ở bước này có hai phép đo là tiêu chuẩn cứng đo lường bằng kiểm toán hoặc dữ liệu hoạt động và phép đo tiêu chuẩn mềm đo lường bằng khảo sát dựa trên giao dịch. Bước 5 là thiết lập các mục tiêu cho các tiêu chuẩn. Bước 6 là thiết lập các biện pháp so với tiêu chuẩn. Bước 7 là cung cấp phản hồi về hiệu suất cho nhân viên. Bước 8 là cung cấp các mục tiêu và các biện pháp. Bước thứ nhất là xác định trình tự gặp dịch vụ hiện có hoặc mong muốn. Khi thiết lập các tiêu chuẩn thì các công ty quan tâm đến chất lượng đáp ứng dịch vụ, mong muốn hiểu các yêu cầu và ưu tiên cụ thể của khách hàng đối với từng hoạt động dịch vụ. Do đó, bước đầu tiên trong việc thiết lập các tiêu chuẩn do khách hàng xác định là xác định trình tự gặp gỡ dịch vụ. Việc xác định trình tự gặp gỡ dịch vụ có thể được thực hiện bằng cách liệt kê các bước hoạt động tuần tự mà khách hàng trải qua khi nhận dịch vụ. Ngoài ra, còn có các bản thiết kế dịch vụ được sử dụng để xác định trình tự bằng cách ghi chú các hoạt động của khách hàng trên đầu bản thiết kế. Các đường dọc từ các hoạt động của khách hàng đến các cấp thấp hơn của kế hoạch chi tiết báo hiệu các điểm mà tại đó các cuộc gặp gỡ dịch vụ diễn ra. Sau đó có thể xác định các tiêu chuẩn đáp ứng mong đợi của khách hàng đối với mỗi tương tác. Lý tưởng nhất là công ty sẽ cởi mở để khám phá các chuỗi gặp gỡ dịch vụ mong muốn của khách hàng, khám phá những cách mà khách hàng muốn kinh doanh với công ty. Có một ví dụ là đối với một kỳ nghỉ tại khách sạn thì cuộc gặp gỡ đầu tiên rất quan trọng và có tác động đáng kể đến khách hàng trong hầu hết các cơ sở dịch vụ. 10 phút đầu tiên tại khách sạn là quan trọng nhất. Lúc này thì khách hàng tập trung vào trải nghiệm của khách hàng tại quầy lễ tân, ví dụ như là thủ tục nhận phòng nhanh.
Các thanh toán dịch vụ, bãi đậu xe, nhân viên phục vụ cũng để lại ấn tượng cuối cùng mạnh mẽ đối với khách hàng. Ngoài ra thì nhân viên có thể cung cấp cho khách hàng lời chào chân thành và lời chào tạm biệt thân mật nồng nhiệt bằng cách sử dụng tên của khách hàng. Bước thứ hai đó là chuyển kỳ vọng của khách hàng thành hành vi và hành động cụ thể. Khi một công ty thu thập dữ liệu, nắm bắt các yêu cầu của khách hàng bằng những thuật ngữ trừu tượng, thì nhân viên tiếp xúc với khách hàng thấy những dữ liệu đó không mang tính chẩn đoán mà là quá rộng và chung chung, không cho họ biết cụ thể điều gì sai và đúng trong mối quan hệ khách hàng, không giúp họ hiểu những hoạt động nào có thể bị loại bỏ hoặc là những hoạt động nào là quan trọng nhất. Thì trong hầu hết các trường hợp này thì nhân viên cần chuyển dữ liệu thành các hành động cụ thể để cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt hơn. Hình 9.3 cho chúng ta thấy mức độ trừu tượng và cụ thể khác nhau của các tiêu chuẩn trong một công ty dịch vụ, được sắp xếp từ trên cùng là trừu tượng nhất đến dưới cùng là cụ thể nhất. Ở cấp độ trừu tượng thì các yêu cầu của khách hàng là quá chung chung. Cấp độ tiếp theo, các yêu cầu chung này đã được thảo luận, bao gồm độ tin cậy, khả năng đáp ứng, sự đồng cảm, sự đảm bảo và sự hữu hình. Tiếp theo là các cấp thuộc tính cụ thể hơn trong việc mô tả các yêu cầu. Nếu tìm hiểu sâu hơn bên dưới này, thì chúng ta sẽ thấy các hành vi và hành động ở mức cụ thể thích hợp để thiết lập các tiêu chuẩn. Do đó, trong bước 2 thì các yêu cầu mong đợi trừu tượng, như là độ tin cậy của khách hàng thì phải được chuyển thành các hành vi và hành động cụ thể liên quan đến từng cuộc gặp gỡ dịch vụ. Thông tin về các hành vi và hành động cần được thu thập và giải thích bởi một nguồn khách quan, như là công ty nghiên cứu hoặc là một bộ phận không liên quan đến các quyết định cuối cùng. Nếu công tin được lọc qua các nhà quản lý hoặc những người tuyến đầu có thành kiến về nội bộ thì kết quả dẫn đến các tiêu chuẩn do công ty xác định chứ không phải do khách hàng xác định. Có một ví dụ về thẩm mỹ viện của John Roberts đã xác định được 7 cuộc gặp gỡ dịch vụ điển hình mà khách hàng bình thường trải qua khi đến spa, bao gồm cuộc gọi điện thoại ban đầu để đặt lịch thăm đến spa, tư vấn với nhân viên để nhận các phương pháp điều trị, và nhân viên sẽ cung cấp các dịch vụ spa và kết thúc điều trị, thanh toán và rời khỏi spa. Sau khi liên hệ trải nghiệm, thì đối với mỗi cuộc gặp gỡ dịch vụ, các hành vi và hành động cụ thể của nhân viên đã được xác định. Ví dụ như là khi khách hàng đầu tiên bước vào spa, thì nữ tiếp viên sẽ nhiệt tình chào hỏi khách hàng trong vòng 10 giây, đưa ra một chuyến tham quan cơ sở nếu là khách hàng mới và sử dụng tên của khách hàng ít nhất là 4 lần trong quá trình nhận phòng. Tiếp theo là bước thứ ba, xác định các tiêu chuẩn phù hợp. Bước này liên quan đến việc xác định xem là nên sử dụng tiêu chuẩn cứng hay tiêu chuẩn mềm để bắt đầu một hành vi nhất định. Các tiêu chuẩn cứng thì bao gồm các thước đo có thể định lượng về các hành vi và hành động cụ thể của nhân viên. Các tiêu chuẩn mềm thường liên quan đến các yêu cầu hoặc là vấn đề trừu tượng hơn, không dễ dàng định lượng và thường chủ quan hơn. Một trong những sai lầm mà các công ty mắc phải là vội vàng chọn một tiêu chuẩn cứng. Vì các công ty đã quen với các biện pháp hoạt động, trừ khi các tiêu chuẩn cứng này nắm bắt đủ các hành vi và hành động mong đợi, thì nó không được khách hàng xác định. Và cách tốt nhất để xem một tiêu chuẩn cứng có phù hợp hay không là thiết lập một tiêu chuẩn mềm theo thời gian, khía cạnh hoạt động nào là tương quan nhất với biện pháp mềm này. Hình 9.4 cho chúng ta thấy mối liên hệ giữa tốc độ xử lý khiếu nại, đó là một biện pháp cứng, và sự hài lòng là một biện pháp mềm, để minh họa sự hài lòng phụ thuộc nhiều vào số giờ cần thiết để giải quyết khiếu nại. Sau đây là các tiêu chí phù hợp nhất để tạo ra các tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp. Một là các tiêu chuẩn dựa trên các hành vi và hành động rất quan trọng đối với khách hàng. Hai là các tiêu chuẩn bao gồm hiệu suất cần được cải thiện hoặc duy trì. Ba là các tiêu chuẩn bao hàm các hành vi và hành động mà nhân viên có quyền kiểm soát và có thể cải thiện. 4 là các tiêu chuẩn được nhân viên hiểu và chấp nhận. 5 là các tiêu chuẩn mang tính dự đoán hơn là phản ứng dựa trên những kỳ vọng của khách hàng hiện tại và tương lai hơn là những phàn nàn trong quá khứ. 6 là các tiêu chuẩn đầy thách thức nhưng thực tế. Và bước 4 đó là phát triển các phép đo cho các tiêu chuẩn. Một khi công ty đã xác định là liệu các tiêu chuẩn cứng hay mềm là phù hợp và tiêu chuẩn cụ thể nào nắm bắt tốt nhất các yêu cầu của khách hàng, thì họ phải phát triển các tiêu chuẩn đó để
thành các hành vi, và ở bước này có hai thước đo là phép đo cứng và phép đo mềm. Các phép đo cứng thường liên quan đến cơ học hoặc là các phép đo thời gian hoặc sai số do công nghệ hỗ trợ. Để phân biệt phép đo này với phép đo mềm là chúng có thể được đo liên tục và hoạt động mà không cần hỏi ý kiến của về khách hàng và không cần hỏi ý kiến về khách hàng về những cái việc đó. Trong hệ thống vận hành thì các hành động và hành vi thường được lập bảng thông qua công nghệ thông tin. Các thước đo khác của tiêu chuẩn cứng bao gồm là thời hạn đảm bảo dịch vụ, như là số lần đảm bảo dịch vụ được gọi vì dịch vụ không đáp ứng lời hứa, lượng thời gian ví dụ như là số giờ hoặc là ngày để trả lời câu hỏi hoặc là khiếu nại, và tần suất liên quan đến các tiêu chuẩn ví dụ như là số lần tiếp xúc với khách hàng hoặc là số lần hỏi qua điện thoại mà bị bỏ qua. Biện pháp cứng này không phải lúc nào cũng trực quan và rõ ràng. Người ta thường muốn liên kết với các biện pháp mềm dựa trên nhận thức của khách hàng, như là thu thập thông qua các cuộc khảo sát hoặc là các cuộc gọi để đảm bảo rằng chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các cuộc khảo sát sau giao dịch thường được liên kết với các cuộc gặp gỡ ngắn và cụ thể, ví dụ khoảng 6 hoặc 7 câu hỏi, và được thực hiện gần với thời gian một cuộc gặp gỡ dịch vụ thì càng tốt. Đối với các yêu cầu dài hạn và ở mức độ trừu tượng cao hơn thì các cuộc khảo sát mối liên hệ hàng năm có thể được ghi lại qua nhận thức của khách hàng theo định kỳ, và các cuộc khảo sát sau giao dịch có thể được thực hiện liên tục bất cứ khi nào khách hàng muốn trải nghiệm một cuộc gặp gỡ dịch vụ thuộc loại đang được xem xét, để cung cấp dữ liệu một cách liên tục. Phần tiếp theo em xin được nhường lại cho bạn Lý. Chào thầy và các bạn, em tên Lý. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến bước 5, đó là thiết lập các mức mục tiêu cho các tiêu chuẩn. Ở bước tiếp theo này thì yêu cầu các công ty phải thiết lập các mức mục tiêu cho các tiêu chuẩn của họ. Nếu không có bước này thì công ty sẽ thiếu một cách để định. Xin lỗi bạn Lý, thầy hỏi chút là bạn vừa trình bày xong là bạn Hà đúng không? Trần Thị Linh Hà đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Nếu không có bước 5 này thì công ty sẽ thiếu một cách để định lượng liệu các tiêu chuẩn có được đáp ứng hay không. Ở một kỹ thuật khác là một nghiên cứu tương quan giữa nhận thức và hành động đơn giản. Khi dịch vụ bao gồm các quy trình lặp đi lặp lại thì các công ty có thể thể hiện mức độ hài lòng của khách hàng với hiệu suất thực tế của mình của một hành vi hoặc nhiệm vụ. Có một ví dụ ở đây, đó là một hãng hàng không đã thực hiện một cái nghiên cứu, đó là bằng cách là để một tiếp viên chặn khách hàng khi họ đến gần bàn vé, và khi mỗi khách hàng xếp hàng thì tiếp viên sẽ đóng dấu thời gian vào phiếu và đưa cho khách phiếu đã đóng dấu. Khi khách hàng đã ra khỏi hàng và kết thúc giao dịch thì tiếp viên hàng không sẽ dán lại vé và ghi lại thời gian thoát của khách hàng và hỏi khách hàng 3 hoặc 4 câu về nhận thức về việc chờ đợi và mức độ hài lòng với giao dịch. Với việc tổng hợp dữ liệu khách hàng cá nhân này thì đã cung cấp cho hãng hàng không một biểu đồ cho phép công ty đánh giá tác động lên nhận thức của các mức độ chờ đợi khác nhau. Bước 6 đó là theo dõi các biện pháp so với tiêu chuẩn. Ở bước này thì các doanh nghiệp dịch vụ thành công có các hệ thống dựa trên thực tế cung cấp cho họ thông tin về hoạt động của họ và cho phép họ liên tục kiểm tra xem công ty đang hoạt động như thế nào so với các tiêu chuẩn dịch vụ của nó. Các hệ thống này thì giúp các công ty thu thập, phân tích về hành động dựa trên thông tin, kiểm soát quy trình thống kê về các loại biểu đồ ở khắp các mọi nơi. Các khiếu nại của khách hàng thì cũng được theo dõi thông qua các báo cáo trên là sản phẩm dịch vụ về phân tích nguyên nhân gốc rễ. Bước 7 đó là cung cấp phản hồi về hiệu suất cho nhân viên. Một khi các công ty đã xác định các tiêu chuẩn phù hợp và phát triển các biện pháp cụ thể để nắm bắt tốt nhất các yêu cầu của khách hàng và đặt ra các mục tiêu phù hợp cho các tiêu chuẩn, thì họ phải phát triển các cơ chế để cung cấp các phản hồi về hành động, về hành vi của nhân viên. Có một khía cạnh quan trọng khác của việc phát triển cơ chế phản hồi, đó là đảm bảo rằng hiệu suất nắm bắt quá trình từ quan điểm của khách hàng hơn là quan điểm của công ty. Ví dụ đó là
một người quản lý giám sát nhân viên trong việc xử lý các cuộc gọi dịch vụ của khách hàng thì không nên tập trung quá về việc nhân viên đó khiến khách hàng tắt máy như thế nào, mà phải tập trung về việc cô ấy xử lý yêu cầu của khách hàng một cách đầy đủ như thế nào. Bước 8 là bước cuối cùng, đó là cập nhật định kỳ các cấp độ và biện pháp mục tiêu. Bước cuối cùng này thì liên quan đến việc sửa đổi các mức mục tiêu, các biện pháp hoặc thậm chí là các yêu cầu của khách hàng đủ thường xuyên để theo kịp kỳ vọng của khách hàng. Ví dụ đó là ban đầu thì Facebook đặt điểm chuẩn là 5 phút để các công ty nhận được huy hiệu Facebook là rất phản hồi khi phản hồi khách hàng của họ. Tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp chỉ ra rằng thời gian phản hồi trung bình là 5 phút là không thực tế. Do đó Facebook đã sửa đổi con số này thành 15 phút để thực tế hơn. Cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về phát triển chỉ số hiệu suất dịch vụ. Chỉ số hiệu suất dịch vụ là tổng hợp toàn diện của các tiêu chuẩn hiệu suất quan trọng nhất. Việc phát triển một chỉ số bắt đầu bằng cách xác định bộ tiêu chuẩn do khách hàng xác định mà công ty sẽ sử dụng để thúc đẩy hành vi. Hầu hết các công ty thì xây dựng các chỉ số này bằng cách là hiểu các yêu cầu quan trọng nhất của khách hàng, liên kết các yêu cầu này với các khía cạnh hữu hình và có thể đo lường được để của việc cung cấp dịch vụ, đồng thời sử dụng các phản hồi này từ các chỉ số để xác định và cải thiện các vấn đề về dịch vụ. Các công ty tiến bộ nhất thì cũng sử dụng các phản hồi cho hệ thống khen thưởng và ghi nhận trong công ty. Sau khi nhóm em thuyết trình hết thì có một cái tóm lược, đó là về chương này thì thảo luận về sự khác biệt về nhận thức của công ty về kỳ vọng của khách hàng về các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện kỳ vọng này. Trong số các nguyên nhân chính của khoảng cách, nhà cung cấp là việc tiêu chuẩn hóa không đầy đủ các hành vi và hành động dịch vụ, thiếu các quy trình chính thức để thiết lập các mục tiêu chất lượng dịch vụ và thiếu các tiêu chuẩn do khách hàng xác định. Những vấn đề này thì đã được trình bày chi tiết cùng với các chiến lược để thu hẹp khoảng cách. Để thu hẹp khoảng cách về thiết kế về tiêu chuẩn dịch vụ, các tiêu chuẩn do công ty đặt ra phải dựa trên các yêu cầu và mong đợi của khách hàng thay vì chỉ dựa trên các mục tiêu nội bộ của công ty. Ngoài ra thì trong chương này chúng em còn nói đến hai loại tiêu chuẩn dịch vụ, đó là tiêu chuẩn cứng và tiêu chuẩn có thể đếm được tính thời gian hoặc quan sát thông qua đánh giá, và tiêu chuẩn mềm, nhận thức của khách hàng không thể quan sát trực tiếp. Các tiêu chuẩn do khách hàng xác định là trọng tâm của việc cung cấp dịch vụ mà khách hàng mong đợi. Chúng là mối liên kết giữa các kỳ vọng được thể hiện của khách hàng và các hoạt động của công ty để thực hiện những kỳ vọng đó. Cảm ơn bài thuyết trình của chúng em tới đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Ok, cảm ơn cái phần trình bày của bạn Mai đó. Mai và của nhóm Y trình bày xong cái phần cái chương 9 chuẩn hóa cái dịch vụ trên cái tiếp cận từ góc độ khách hàng, đúng không? Thế thì với cái chương này thì các bạn thấy rằng là nhóm cũng đã liệt kê ra được một số các cái nội dung quan trọng ha. Các bạn cũng nắm được cái quy trình và cái cách thức làm nào để mình có thể chuẩn hóa được dịch vụ thông qua việc là mình lắng nghe từ phía khách hàng, và cũng thấy được rằng là cái chuẩn hóa dịch vụ này nó không chỉ là chuẩn hóa từ phía góc độ là nội bộ, tức là từ phía góc độ là doanh nghiệp, đúng không? Người cung cấp dịch vụ, mà cái sự chuẩn hóa này đôi khi nó phải được ưu tiên đứng ở trên góc độ từ phía khách hàng, bởi vì chúng ta, họ là những cái đối tượng mục tiêu mà chúng ta sẽ phục vụ, sẽ phải làm hài lòng họ. Nên bây giờ để làm sáng tỏ hơn hoặc là để giải quyết một số các cái vấn đề mà các bạn chưa rõ thì xin mời các thành viên của các nhóm chúng ta đặt câu hỏi cho cái phần trình bày vừa rồi của nhóm Y. Xin lỗi, nhóm Y là bạn nào là nhóm trưởng nhỉ? Dạ em Tuấn Anh ạ. À, Tuấn Anh, ok. Rồi, xin mời các bạn trong lớp chúng ta đặt câu hỏi. Nhóm, rồi xin mời bạn Thái Bình. Nguyễn Thị Thái Bình. Dạ, em chào thầy và các bạn. Em đến từ nhóm A và em muốn đặt câu hỏi là các bạn có thể trình bày cụ thể hơn về việc thiết lập hệ thống giá trị làm đúng ngay từ lần đầu tiên của phần độ tin cậy, đúng không ạ?
Em xin hết ạ. À, các bạn rõ câu hỏi chưa? Làm đúng ngay từ lần đầu tiên. À, bạn nhóm nhóm đã rõ câu hỏi của bạn Bình chưa? Dạ rồi ạ. Ok, rồi mời bạn Nhật Quỳnh. Dạ, chào thầy và các bạn, em đến từ nhóm B và em có một câu hỏi như sau. Có nhận định cho rằng chất lượng là thứ khó nắm bắt, vì vậy trong quá trình dịch vụ không cần phải quá tuân thủ các chuẩn mực và quy định mà có thể tùy nghi áp dụng. Thì nhóm bạn hãy cho em nhận xét về quan điểm và cho quan điểm của nhóm bạn. Bạn có thể đọc chậm chậm lại một tí được không ạ? Ok. Có nhận định cho rằng chất lượng là thứ khó nắm bắt, vì vậy trong quá trình dịch vụ không cần phải quá tuân thủ các chuẩn mực và quy định mà có thể tùy nghi áp dụng. Hãy nhận xét quan điểm và cho quan điểm của nhóm bạn. Ok, clear chưa? Ok rồi ha. Rồi, xin mời câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Dạ em chào thầy và các bạn, mình là Nhung, mình đến từ nhóm H. Mình muốn đặt câu hỏi với nhóm bạn, đó chính là giả sử như các bạn là một chủ của một cửa hàng, mà khi mà khách hàng đến tìm kiếm sản phẩm, họ đưa ra những cái tiêu chuẩn mua sản phẩm của họ, nhưng cái cửa hàng của bạn lại không có những cái sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng, vậy thì cửa hàng của bạn sẽ giải quyết như thế nào đối với tình trạng trên? Các bạn có nghe được câu hỏi không vậy? À, ý của bạn là khách hàng đến tìm sản phẩm đó mà cửa hàng không có hàng đúng không bạn? Đúng rồi, cửa hàng không có đáp ứng được á, không có sản phẩm nào đáp ứng được tiêu chuẩn của khách hàng hết. Ok. Rồi, cảm ơn. Rồi, mời bạn Tố Nga, Nguyễn Đặng Tố Nga. Dạ, em chào thầy và các bạn, em xin có câu hỏi cho nhóm bạn, đó chính là các công ty khác nhau sẽ có quan điểm về dịch vụ khác nhau, vậy việc đặt ra tiêu chuẩn thấp thì có ảnh hưởng đến việc thế cạnh tranh của doanh nghiệp hay không? Rồi, chuẩn hóa dịch vụ thấp đúng không? Tiêu chuẩn dịch vụ thấp thì nó ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp hay không? Rồi, nhóm đã hiểu câu hỏi này đúng không? Rồi, xin mời bạn Đặng Thị Bích Lệ. Dạ, em chào thầy và các bạn ạ. Em tên là Lệ, đến từ nhóm B ạ. Em có một câu hỏi là nếu bạn là một doanh nghiệp và bạn cần làm gì để vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng ạ? Doanh nghiệp cần phải làm gì để vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng hả? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok. Nhóm đã rõ câu hỏi chưa? Doanh nghiệp cần làm gì để vượt qua cái sự kỳ vọng của khách hàng? Dạ, đúng rồi. Câu hỏi rồi đúng không? Dạ. Ok, rồi bây giờ nhóm có 5 phút để chúng ta chuẩn bị các cái câu ý tưởng chính cho các cái câu hỏi trả lời, và chúng ta sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn câu trả lời của Mai Lý. Ok. Mời câu trả lời tiếp theo đi các bạn. Dạ, thưa thầy, em trả lời câu của bạn Thái Bình là là trình bày cụ thể hơn về thiết lập hệ thống giá trị làm đúng ngay từ lần đầu tiên. Thì chất lượng tạo nên thương hiệu, nên khi tiếp nhận mảng chất lượng của công ty đã có thời gian làm kỹ để có thời gian tìm hiểu về làm kỹ thuật và quản lý sản xuất, sẵn có kiến thức về quy trình sản xuất để, và hiểu biết sản phẩm, thì xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng bám lấy cùng quy trình sản xuất, đặc biệt là đẩy mạnh khâu đào tạo nhận thức công nhân để nâng cao ý thức kiểm tra và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình, là phương châm
làm đúng ngay từ đầu, từng chi tiết sản phẩm khi xuất xưởng phải đảm bảo được đạt được tiêu chí chất lượng, thì làm đúng ngay từ đầu nghĩa là không chấp nhận làm sai sai đâu sửa đó, mà lập kế hoạch nhanh rồi thực hiện chậm, làm đúng ngay từ từ khâu thiết kế vật tư và đầu vào đến quy trình sản xuất lưu kho giao hàng đều hết sức chuẩn chỉ, chất lượng từng khâu luôn đảm bảo theo tiêu chí và yêu cầu của công ty và khách hàng. Đó là câu trả lời của em ạ. Cái câu trả lời đấy ổn chưa nhỉ? Bạn nào hỏi cái câu hỏi này nhỉ? Dạ Câu hỏi em như vậy đã là hiểu rồi, đủ em cảm ơn ạ. rồi. Đây, xin mời các câu trả Em lời tiếp theo. xin trả lời câu hỏi của bạn Nga là tiêu chuẩn dịch vụ thấp thì có ảnh hưởng như thế nào đến vị thế cạnh tranh? Thì theo nhóm em thì đương nhiên là tiêu chuẩn dịch vụ thấp thì nó ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh rồi. Nhưng mà cũng tùy thuộc là cái tổ chức đó nó cạnh tranh với những cái tổ chức nào khác, ví dụ như là ví dụ tổ chức này cạnh tranh với lại những tổ chức mà có dịch vụ thấp, thì cái tiêu chuẩn dịch vụ thấp thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái vị thế cạnh tranh. Còn ví dụ như mà doanh nghiệp này ở cái vị thế cạnh tranh cao với lại cái chất lượng dịch vụ cao mà lại có cái tiêu chuẩn dịch vụ thấp thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vị thế cạnh tranh của cái tổ chức này. Cụ thể là như nào nhỉ? Dạ là nói chung là các tổ chức là cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ thì mới có thể nâng cao được cái vị thế cạnh tranh của mình. Theo ý kiến của em là vậy ạ. Bạn nào Còn đặt bạn câu hỏi này? Tố Nga À, ý kiến như nào, bạn có cái quan điểm như nào, chia sẻ gì thêm với lại bạn câu trả lời của bạn Tuấn Anh không? cái tiêu chuẩn mà cái dịch vụ thấp mà doanh nghiệp đặt ra thì nó sẽ không tạo được cái thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tại vì nếu như tiêu chuẩn dịch vụ của mình thấp thì sẽ không cạnh tranh được, khách hàng sẽ tìm đến những cái tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn, và tiêu chuẩn dịch vụ thấp nó cũng là một cái động lực làm việc của nhân viên, nó sẽ không tốt, từ đó mà tiếp xúc với khách hàng thì cũng khách hàng cũng sẽ cảm thấy không hài lòng. Ok, đấy là một cái quan điểm mà chia sẻ thêm của bạn Nga cũng xác đáng thôi. Nên thì quan điểm của bạn Tuấn Anh thì nó cũng có cái điểm hợp lý, và chúng ta cũng phải nhìn nhận ở trong một cái bối cảnh của toàn ngành, ở trong cái khu vực đấy, tức là chúng ta hãy nhìn xem thử rằng là chúng ta có đối thủ cạnh tranh hay không, và đối thủ cạnh tranh của chúng ta đang phục vụ với góc độ như thế nào, để so với cái nguồn lực của chúng ta thì để chúng ta thiết lập một cái chuẩn dịch vụ nó phù hợp. Ví dụ như ở một cái thị trấn nhỏ chẳng hạn, trong khi các cái dịch vụ kiểu nhà hàng quán ăn thì nó không nhiều, và chúng ta chỉ có duy nhất một cái nhà hàng của chúng ta với lại là một cái nhà hàng nữa của đối thủ. Tuy nhiên thì hiện tại với cái chuẩn dịch vụ của chúng ta thì vẫn cao hơn đối thủ rồi, đúng không nào? Thế thì và cái nguồn lực của chúng ta hiện tại là nó hữu hạn, hoặc là cái mức chi trả của cái người dân ở khu vực đấy là nó chỉ chừng đấy thôi. Và nếu như mình đẩy cái chất lượng dịch vụ lên cao và nó làm cho chi phí tăng lên thì có lẽ là nó không phù hợp. Trong tình huống đấy, cái áp lực cạnh tranh của chúng ta không nhiều, và cái chuẩn dịch vụ của chúng ta mặc dù nó không cao so với chuẩn chung của ngành, nhưng mà ở tại thời điểm đấy, ở khu vực đấy thì chúng ta tương đối ổn. Thế thì chúng ta vẫn và vẫn miễn sao làm là chúng ta có thể là cũng không cần phải nâng cái chuẩn dịch vụ lên, nhưng mà ta làm sao mà nó chuẩn chỉnh và làm đúng với những gì mà chúng ta cam kết thì chúng ta có thể thắng được cái đối thủ rồi, đúng không nào? Tuy nhiên điều đấy không có nghĩa là chúng ta cứ mãi cái giữ cái chuẩn dịch vụ của chúng ta như vậy, bởi vì trong cái dịch vụ thì các bạn biết rằng là chúng ta phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn thay đổi để tạo ra những cái sự hấp dẫn, tạo ra những cái sự mới mẻ cho khách hàng. Thế thì nếu như mà cái chừng nào khi mà cái nguồn chúng ta tự hài lòng với điều đấy thì nó cũng không tốt, mà chúng ta cần phải làm sao
chuẩn bị những cái nguồn lực và có những kế hoạch để làm sao mình có thể làm làm mới hoặc là nâng cái chuẩn dịch vụ của mình lên. Nhưng mà nó phải hài hòa với cái nguồn lực của mình và với cái mức độ sẵn lòng của cái người dân ở cái miền, ở cái khu vực bé đấy, khu vực nhỏ đấy, đúng không nào? Tuy nhiên cái câu chuyện nó sẽ trở nên khác hơn rất là nhiều nếu như mà chúng ta đang gia nhập vào trong một cái lĩnh vực, một cái ngành nghề mà nó có rất nhiều đối thủ và họ đang cung cấp những cái dịch vụ nó với những cái chuẩn mực rất là cao, đúng không? Nếu như mà mình không thay đổi những cái chuẩn mực đấy ngang bằng hoặc thậm chí là hơn họ đó, thì cơ hội để mình có thể là cạnh tranh ở trong cái lĩnh vực này nó sẽ trở nên rất là khó. Thì cái điều này nó sẽ tùy thuộc vào cái bối cảnh vào cách tiếp cận. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải làm sao mà luôn luôn phải làm mới mình, luôn luôn phải nâng cái tầm chất lượng dịch vụ của mình lên. Thì cái đấy là cái chiến lược, nhưng mà chúng ta cũng phải so sánh với lại là cái nguồn lực mà mình có và với cái khả năng chấp nhận, cái khả năng hấp thụ của thị trường nữa, để rồi mình có những cái chiến lược nó phù hợp. Vì nó tốt quá mà người ta không sẵn sàng chi trả thì cũng không ổn. Đấy. Thì đấy là một vài những cái chia sẻ thêm xung quanh cái quan điểm này của người của các bạn khi mà đặt ra câu hỏi và cái bạn trả lời. Rồi, chúng ta còn tiếp những câu trả lời khác. Xin mời nhóm. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của bạn Lệ là doanh nghiệp cần làm gì để vượt quá sự kỳ vọng của khách hàng. Doanh nghiệp đầu tiên là mình phải hiểu là mình có thể mang lại được điều gì cho khách hàng. Ví dụ như là có thể phản hồi và giải quyết tất cả các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng. Và tiếp theo là phải ưu tiên về chất lượng. Nếu như một khách hàng mà quay lại với doanh nghiệp mình vào những lần sau nữa thì đó chứng tỏ là doanh nghiệp của mình làm việc tốt và được khách hàng tin tưởng. Tiếp theo là cần có những phương án để giải quyết và đảm bảo hỗ trợ khi khách hàng gặp một khúc mắc gì đó để khách hàng hiểu rõ vấn đề hơn. Tạo động lực cho khách hàng bằng cách là có các chương trình khích lệ và thái độ phục vụ của nhân viên tốt và không thờ ơ với khách hàng. Doanh nghiệp muốn đem lại một dịch vụ tuyệt vời thì phải tạo ra được những kỳ vọng và kinh nghiệm mà khách hàng mong muốn, làm cho khách hàng cảm thấy giá trị của mình được đẩy lên cao và cung cấp cho khách hàng những gì mà doanh nghiệp đã cam kết mọi lúc, mọi nơi, và làm cho khách hàng cảm thấy thuận tiện về điều này. Bạn Lệ có gì bổ sung cho mình không ạ? Mình đồng ý với ý kiến của bạn, mình cảm ơn nha. Ok, rồi câu hỏi tiếp theo đi các bạn. Câu trả lời tiếp theo đi các bạn. Còn câu trả lời nào chưa được trả lời không? Nhóm trường, Tuấn Anh còn câu trả lời nào chưa trả lời cho các bạn không? Dạ, trả lời hết rồi thầy ạ. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ, nếu mà không có câu hỏi nào nữa thì thầy sẽ có một vài nhận xét trước khi kết thúc cái phần trình bày của nhóm. Thì với nhóm 9 này, thì chương này thì là cái chương nó cũng không có quá dài và nó cũng không quá phức tạp. Thầy đã nhận được cái bài dịch cũng như là cái slide của các bạn vừa trình bày xong đó. Thì có một vài những nhận xét như này. Về cơ bản thì các bạn đã đáp ứng được cái tiến độ. Tuy nhiên thì cái slide vẫn còn nhiều chữ quá và các bạn chưa hình ảnh hóa, chưa đưa những cái sự sống động vào trong cái slide của mình. Cho nên là đề nghị là nhóm chúng ta về chỉnh sửa slide lại, bớt chữ lại ha. Những cái câu từ, những cái đoạn văn mà mình có rút tích lại thành một vài những cái ý chính để mình trình bày, thay vì mình lên mình đọc như vậy. Tương tự như vậy thì trong cái bài dịch của các bạn đó, thì các bạn dịch còn chụp nguyên hình ảnh, có nghĩa là các bạn dịch và các bạn phải chuyển nó thành một cái file Word và các bạn phải dùng những cái những cái câu để mà diễn giải một cái ý tứ của những cái đoạn văn chứ không phải là dịch theo kiểu là từng từ. Đấy, cho nên là về nhóm kiểm tra lại cái bài dịch của mình, không chụp cái file hình như vậy, làm thành một cái file Word đàng hoàng để gửi lại cho thầy. Và slide cũng phải chỉnh sửa lại. Về phần trình bày của các bạn thì
Thầy thấy rằng là bạn nhóm trường, bạn Tuấn Anh, bạn đầu tiên ấy trình bày thì tương đối là rõ ràng mạch lạc và hiểu, có cái sự chuẩn bị khá kỹ. Còn một số các cái thành viên ở sau thì các bạn cũng có cái sự bị động trong trình bày, mặc dù bạn là cái người đang chủ động để trình bày. Điều đấy thể hiện rằng là cái sự chuẩn bị với sự tìm hiểu nghiên cứu nó chưa thực sự kỹ và còn phụ thuộc quá nhiều vào cái slide. Đấy, nên là chúng ta cũng lưu ý các nhóm khác dựa trên cái đấy thì chúng ta lưu ý, vì là có cái phần chấm điểm này cho các bạn. Thì có một số các nhận xét như vậy để các bạn lưu ý. Về cái nhóm tiếp theo trình bày về cái chương 10 thì bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ. Loại 10 sẽ chuẩn bị để trình bày. Diễm Quỳnh có phát biểu gì hả? À, dạ thầy ơi, em có lên cái phần LMS á thì nó bị hạn chế kỳ á thầy, tại vì kiểu như là hôm qua là phải hoàn tất hết tạo diễn đàn với lại linh học á thì mới làm bài test được, nhưng mà hôm nay á là cái bài test đó bị hạn chế, là kiểu như là không hoàn tất tạo diễn đàn với lại không hoàn tất hoàn thành linh học á thì mới làm bài test, thì nó hơi kỳ với thầy. Dạ thầy có thể xem lại được không ạ? Để thầy điều chỉnh lại. Để thầy điều chỉnh lại. Rồi, thank you em. Chắc là lúc này bấm nhầm đấy. Dạ em cảm ơn. Ok, thank you Quỳnh. Đã có một cái phát hiện trước giờ dê. Dạ thầy ơi, cái LMS của tụi em bị lỗi á thầy, nhưng mà ngày mai nó mới khắc phục được á, thì sao làm bài test được thầy ơi? Ngày mai mới khắc phục được thì mai sẽ làm. Có những bạn nào, bao nhiêu bạn ghi danh sách lại? Bạn lập một cái danh sách lại cho thầy, những bạn nào để thầy sẽ check lại. Ngày mai các bạn sẽ làm lại nhé. Dạ thầy. Thank you.